Teddy Bower ơi, Teddy Bower ơi, đám trẻ trong xóm gọi anh là Teddy Bower ơi, Teddy Bower ơi, Teddy Bower ơi, cả trường tiểu học ngoài mẹ không ai bắt nạt được anh giờ Teddy Bower oh 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 oh, eh, riding round the city, yeah they know me, I'm the Teddy Bower oh 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 oh, eh, đăng nhập Instagram của em thật nhanh, follow the Teddy Bower oh oh oh. Mấy thằng nhóc thì ghét nhưng vẫn cứ học từ anh giờ Teddy Bower oh 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 oh, ê, nhưng mà tao vẫn chúc cho mày thành công cơ Sam the Teddy Bower. Anh từng khá là cạnh tranh con đường đến trường cấp 1, và homie của anh thường không để anh một chấp một. Không, anh cũng không hiểu sao anh có người yêu từ lớp 1. Mới rap được mấy câu thôi mà đã có vẻ chất rồi. Mẹ thường gọi anh dậy đi học vào lúc 6 giờ sáng. Trường chỉ cách nhà 200m thôi nên việc phải làm là anh ngồi vào bàn ôn bài. Ngày mới khi đó là đồng ghi nhớ mà anh phải học thuộc. Nhưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con cừu là tất cả những gì anh đọc được. Tôi bị phạt vì tội không nghe lời. Tiếng mẹ mắng thực sự đáng sợ lắm. Và nỗi sợ lớn nhất ở trên đời mà anh từng vượt qua được là sợ sấm. Anh đã từng ngốc nghếch và ngây thơ, thiếu tự tin và nhiều tình cảm. Có giọt nước mắt rơi trên trang truyện tranh nhưng anh không hối hận vì những điều mình làm. Bởi vì anh đã là đứa trẻ ngoan, bởi vì anh đã là đứa trẻ ngoan. Nhưng nếu ngoan giống những đứa trẻ khác, vậy thì đâu còn chuyện gì để bàn. Bởi vì anh đã là đứa trẻ ngoan, Teddy Boy là một đứa trẻ ngoan. Bởi vì anh sẽ làm cho mẹ được tự hào về anh. Cause I'm the Teddy Boy, oh 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 oh, hey, riding round the city, yeah they know me, I'm the Teddy Boy, oh 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 oh, hey, đăng nhập Instagram của em thật nhanh, follow the Teddy Boy, oh 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 oh, hey, mấy thằng nhóc thì ghét nhưng vẫn cứ học từ anh the Teddy Boy, oh 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 oh, hey, nhưng mà tao vẫn chúc cho mày thành công cause I'm the Teddy Boy. Còn bé nói yêu anh hồi cấp 1 nằm ngoài anh direct insta nhưng em không hồi âm. Có những nỗi sợ hơn sợ sấm nhiều, nếu không tin mày cứ thử ngồi sau xe của Tuấn. Ai ai cũng phải lớn lên thôi, phải lựa chọn là đứa trẻ hay một người đàn ông. Lòng biên không nuôi lỡ ơn một thằng bất tài, và bố mẹ của tao thì lại càng không. Teddy Bower ơi, Teddy Bower ơi, đám trẻ trong xóm gọi anh là Teddy Bower ơi, Teddy Bower ơi, Teddy Bower ơi, cả trường tiểu học ngoài mẹ không ai bắt nạt được anh giờ Teddy Bower oh 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 oh, hey, riding round the city, yeah they know me, I'm the Teddy Bower oh 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 oh, ey, đăng nhập Instagram của em thật nhanh, follow the Teddy Bower oh 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 oh, ey, mấy thằng nhóc thì ghét nhưng vẫn cứ học từ anh the Teddy Bower oh 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 oh, ey, nhưng mà tao vẫn chúc cho mày thành công cause I'm the Teddy Boy.